Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay là ngày 14 tây tháng 9 năm 2020. Chúng tôi có cái đề tài gọi là công tội ở cuối đời. Đây là một cái nhận xét cho cái vụ án Đồng Tâm. Chả là cái ngày 7 tây, tức là một tuần trước đó, chúng tôi có xem trên cái kênh Giải Đọc Chính Trị đó, có đăng cái video mà tựa là Khi Báo Đổ Giữa Thời Bình, Cái Ác Không Thể Dung Thứ. Thì cái bài bình luận này đó ngậm ngùi cay đắng tả lại cái ác của những kẻ gọi là đại biểu ở Quốc hội dưới cái lớp vỏ đạo đức mỹ dân, giúp đỡ dân oan, đã tiếp tay xúi giục các bị cáo tiến sâu vào sự tàn độc, đối đầu với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ công trình lợi ích của quốc gia ở sân bay Miếu Môn. Trong khi mà tác giả sụt sùi thương tiếc cho cái chết oan ức của ba chiến sĩ đó, thì tác giả đã cay đắng cho rằng các cấp lãnh đạo cũng có một phần trách nhiệm, như là yếu kém trong khâu quản lý, là chủ quan trong các việc đánh giá tình hình và thiếu cương quyết trong xử lý các vi phạm. Thì chúng tôi suy nghĩ về những nhận xét đó và muốn tham khảo thêm cảm tưởng của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang về vấn đề này. Xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Kính Kính thưa. thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi lại được hân hạnh mời lên đây để nói cái cảm tưởng của chúng tôi về cái vụ án Đồng Tâm. Thưa quý vị, tôi có theo dõi những tin tức nói về cái vụ án Đồng Tâm và về cái cuộc đời chiến đấu cho Tổ quốc của ông Lê Đình Kình. Ông đã gia nhập Đảng Cộng sản vào năm ông 25, 26 tuổi và ông đã có tới 58 tuổi Đảng. Trong cuộc giải phóng miền Nam thì ông là cái người tham gia vào cái cuộc chiến này. Cuộc chiến này nó dài hơn gấp hai lần cuộc chiến chống Pháp trong cái thời kháng chiến chống Pháp. Tôi đã thấy những cái sự gian khổ của những người chiến sĩ chống Pháp, nhất là ở Điện Biên Phủ. Và cái cuộc chiến giải phóng miền Nam nó dài hơn hai lần cuộc chiến kháng chiến chống Pháp thời kháng chiến, và cái cuộc gian khổ của nó cũng gian khổ gấp nhiều lần đối với cuộc kháng chiến chống Pháp thời kháng chiến 1945 54. Do đó khi trở về, ông được cấp trên giao cho cái chức vụ chỉ huy trong cái ủy ban hành chính xã và nhiều chức vụ khác, có quyền lực quyết định mọi vấn đề trong xã Đồng Tâm. Chính vì có quyền lực như vậy cho nên có thể là ông đã bị quyền lực quyến rũ đưa vào con đường lạm quyền, mới gây nên những cái lầm lẫn mà bây giờ chúng ta gọi là vụ án Đồng Tâm. Tôi đến đây tôi nhờ ban biên tập xin tóm lược những cái hoạt động của ông Lê Đình Kình đưa đến cái vụ án Đồng Tâm như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, xin tóm lược những cái yếu tố quan trọng. Từ năm 2013, ông Kình là người đứng đầu tổ Đồng Thuận ký các đơn thư khiếu kiện lên các cơ quan chức năng về đất đai trong xã Đồng Tâm, kháng cự việc trưng thu lại đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn. Năm 2017, chính quyền giải tỏa đất đai tại cánh đồng sen ở xã Đồng Tâm. Thì sáng ngày 15 tháng 4 2017 đó, ông Lê Đình Kình cùng ba người dân khác tại xã Đồng Tâm ngăn cản lực lượng chức năng và trong việc giải tỏa, và cái việc này đưa đến ông Lê Đình Kình bị gãy chân trong vụ xô xát với công an ở Hà Nội. Và dân chúng xã Đồng Tâm đã phản kháng và bắt giữ 38 người, gồm 28 cảnh sát cơ động và một số người khác có liên quan. Thì rồi đến sáng ngày 9 tháng 1 giêng năm 2010, cơ quan chức năng quyết định thi hành công vụ giải tỏa tại xã Đồng Tâm, thì xảy ra đụng độ với người dân thôn Hoành. Trong vụ này, ba chiến sĩ công an cũng bị tử vong và ông Kình cũng bị thiệt mạng. Xin nói rõ cái chi tiết về cái ngày xảy ra án mạng liên quan đến ba chiến sĩ công an và ông Lê Đình Kình như sau. Theo thông tấn xã Việt Nam kể lại, thì khi biết lực lượng công an thành phố Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm ngày 9 tháng Giêng năm 2020 để giải tỏa đất ở Đồng Sen phục vụ cho mục đích quốc phòng, thì ông Lê Đình Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức một cuộc họp tại nhà ông vào các ngày 6, 7, 8 tháng Giêng để chỉ đạo chống đối sát hại lực lượng công an như thế nào. Chiều ngày 8 tháng Giêng, theo chỉ đạo của ông Lê Đình Kình, thì ông Lê Đình Công đã yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tiếp sắt,
có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng và các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà ông Kình để tấn công lại lực lượng công an. Quý vị có lẽ đã thấy những cái hình ảnh này chiếu trên TV mấy hôm nay. Rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ mục tiêu tức là giải tỏa đất theo kế hoạch đã đề ra, thì ông Bùi Văn Niên và ông Lê Định Quân đánh kẽn báo động. Khi hai bên chạm trán thì công an bên công an thuyết phục không được, thì tổ công tác gồm 3 chiến sĩ công an là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân được chỉ đạo khống chế các đối tượng. 3 chiến sĩ này di chuyển từ cửa sổ tầng 2 nhà ông Lê Định Hợi, định tiếp cận mái nhà ông Lê Định Chức thì bị các đối tượng dùng tiếp sắt có gắn dao phóng lợn để tấn công, đồng thời ném nhiều gạch đá khiến cho 3 chiến sĩ rơi xuống hố sâu 4 mét nằm giữa nhà ông Lê Định Hợi và Lê Định Chức, và các chiến sĩ bị thương. Thế vậy, ông Lê Định Chức và Lê Định Doanh lấy một cái can xăng khoảng 5 lít đổ ra chậu, rồi hai đối tượng đạp chậu xuống hố châm lửa. Hai đối tượng đã nhiều lần đổ thêm xăng xuống hố dẫn đến sự hy sinh của 3 đồng chí Thịnh, Huy và Quân. Các đối tượng tiếp tục chống đối dữ dội, lực lượng chức năng sử dụng lựu đạn khói và chó nghiệp vụ để dần dần vây chặt vòng vây. Các đối tượng chủ chốt còn lại tập trung ở nhà Lê Định Kình. Sau nhiều lần thuyết phục không thành công, lực lượng chức năng sử dụng lựu đạn khói ném vào nhà. Lê Đình Kình cầm một quả lựu đạn khói nói lớn: "Bây giờ xông vào nhà là tao ném lựu đạn cho chết hết." Để tránh hy sinh cho lực lượng chức năng, các chiến sĩ buộc phải bắn tiêu diệt Lê Đình Kình. Thưa, đến đây là phần tóm lược, chấm hết. Và như quý vị biết, vụ án đã bắt đầu được xét xử từ ngày 7 tháng 9, tức là tuần trước. Thưa quý vị, tôi có mấy điều muốn nói. Điều thứ nhất là tôi rất thông cảm cho chính quyền đã không cương quyết hay là do dự trong cái việc xử án cái vụ án Đồng Tâm này. Cái lý do là ông Lê Đình Kình là cái người đã suốt đời tranh đấu cho cái cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, và cho đến lúc ông ấy về được giao phó cho cái chức vụ hành chánh có quyền lực thì nó có thể xảy ra. Nhưng mà cái truyền thống nó đã cố từ thời cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo khởi đầu vào đất nước, cuộc kháng chiến của dân tộc ta khởi đầu vào năm 1945, thì cụ đã tỏ ra những cái lòng khoan dung đối với cái địch thủ tử thù của ông á, như là cái vụ ông Bảo Đại đã phản đại mà ông vẫn thả cho đi, ông tìm cách cho đi để thay vì ông ấy giết. Ông Ngô Đình Diệm đã bị chính quyền Việt Minh bắt xử tù, rồi cuối cùng bắt xử tù và cuối cùng thì ông ấy hỏi có bằng lòng cộng tác với chính quyền không, không bằng lòng thì ông cũng thả cho đi. Và ông biết rằng thả cho ông Ngô Đình Diệm đi rồi sẽ bị giáo hội La Mã lợi dụng, dùng ông Diệm làm chiêu bài chống lại chính quyền, nhưng mà ông vẫn thả. Trường hợp ông Nguyễn Đường Tam và ông Nguyễn Hải Thần là hai cái đảng gọi là Việt Cách và Việt Quốc là nhân vật quan trọng, mà trong cái thời 1945 tháng 9 45 hai ông này theo cái đoàn quân 180.000 quân tàu tướng vào giải giới khi quân đội Nhật thì đã theo về và là nhân vật lãnh đạo của hai cái đảng này chống đối tối đa cái chính quyền của cụ Hồ Chí Minh. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cụ Hồ Chí Minh cũng tìm cách để cho họ thoát khỏi Việt Nam chứ không hề bắt mà đem xử tử. Trong khi đó thì khả năng của ông chính quyền Việt Minh có thể bắt được những người này để mà thủ tiêu, nhưng mà cụ Hồ Chí Minh đã không làm. Cái truyền thống nhân đạo đó đã được các người kế thừa cụ Hồ Chí Minh tiếp tục đối xử đối với những người mà đã có công với cách mạng thì cuối cùng có thể có những phạm lỗi, cho nên họ cũng phải xử thì rất là khó khăn, phải suy nghĩ rất nhiều. Thế bây giờ tôi xin kể là trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử Việt Nam đã có nhiều trường hợp có những người đã từng làm những cái việc phản quốc nhưng mà cuối cùng thì hoặc là bị lương tâm xử tội và đã đưa đến chỗ tử tử, như là ông bác sĩ Nguyễn Văn Thinh đã làm
chính phủ tay sai cho Pháp trong những tháng mùa hè năm 1946. Về sau, ông nghĩ lại vào tháng 11, ông cảm thấy nhục nhã, ông tự tử. Và trường hợp thứ hai là ông Trịnh Văn Cấn đã từng đi làm lính tay sai cho giặc Pháp và lên đến chức đội vào năm 1915-16-17, đó là rất là quan trọng, mà dân Việt Nam có thể gọi là Việt gian. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà ông làm đội trưởng coi cái nhà tù ở tại Thái Nguyên thì ông đã nghe lời của ông Lương Ngọc Quyến để mà quay về để mà chống lại những người Pháp ở trong đồn, giết cái viên sĩ quan ở trong đó, rồi lãnh đạo cái cuộc nổi dậy tại Thái Nguyên vào năm 1917. Và cuối cùng thì ông không chống nổi những cái đạo quân tinh nhuệ chuyên nghiệp của giặc Pháp, cho nên ông đã tự tử và dân tộc ta đã phong ông làm anh hùng và đập đền thờ ông. Do đó các cụ nhà ta thường có câu nói đúng như là câu nói rằng là buông đao đổ tể trở thành Phật, và ngược lại các cụ nhà ta cũng có câu nói rằng trung thân hành thiện, thiện do bất túc, và nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Thì cái trường hợp dưới trên đây thì tôi đã nói như ông Nguyễn Văn Thinh, đặc biệt là ông Trịnh Văn Cấn là ở vào cái trường hợp buông đao đổ tể thành Phật, và cái trường hợp dưới đây là hai cái câu mà các cụ nói chúng tôi vừa mới nói, đó là trung thân hành thiện, thiện do bất túc. Thì ở dưới trường hợp này tức là nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư, là những trường hợp tôi sẽ nói đây. Chuyện thứ nhất là chuyện ông Hoàng Văn Hoan. Ông Hoàng Văn Hoan là người đồng chí của cụ Hồ Chí Minh và theo Đảng Cộng sản rất sớm, có thể nói là sớm đầu tiên, từ năm 1930 cho đến năm 1946 là luôn luôn phục vụ cho chính nghĩa cách mạng. Nhưng rồi từ năm 1946 thì Trung Cộng có âm mưu thao thôn tính Việt Nam hay là chống đối Việt Nam, thì ông bắt đầu ông có ý đi với Trung Cộng để chống lại cái chính quyền Việt Nam, và cuối cùng thì ông đã tìm cách trốn sang Trung Cộng, cho nên chính quyền Việt Nam đã xử án tù trung thân vắng mặt, xử tử vắng mặt của ông. Nhưng mà rồi ông chết sống lưu vong ở bên Tàu, và chết ở bên Tàu được người chính quyền Trung Quốc tôn vinh và chôn ở tại một cái nghĩa trang có giá trị ở ngay bên Tàu. Nhưng mà đối với nhân dân Việt Nam, ông đã trở thành người phản quốc. Trường hợp thứ hai là chuyện này xảy ra ở bên Pháp. Ai cũng biết rằng thống chế Pétain là một người anh hùng của nước Pháp vào thời đệ nhất thế chiến, khi mà liên minh Đức, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến đệ nhất thế chiến, thì quân Đức đã tiến vào nước Pháp và cái đạo quân dưới quyền chỉ huy của tướng Pétain đã chấn giữ tại cái thành Verdun và đã chống giữ, không thể để cho quân Đức tiến sâu vào nội địa nước Pháp, và ông trở thành anh hùng của nước Pháp. Và sau đó, sau khi đệ nhất thế chiến chấm dứt thì ông được nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Pháp. Cho đến thời đệ nhị thế chiến thì Đức Quốc xã xâm lăng Pháp vào tháng 6 năm 1940, thì không biết tại sao ông lại cộng tác với chính quyền Đức Quốc xã. Ông lập chính phủ Đức thân Đức, ông thành lập chính phủ Pháp gọi là chính phủ Vichy. Ông dùng cái thành phố Vichy làm thủ đô ở miền Nam nước Pháp. Thì tức là song song với cái chính quyền Đức, và chính quyền Đức thì nó nắm quyền và nó ngồi ở thủ đô Berlin. Thế thì cái cuộc ông nắm quyền đi với Đức và được từ ngày 20 tháng 6 năm 1940 thì cho đến tháng 6, đầu tháng 6 năm 1944, quân đội đồng minh đổ bộ ở Normandy và tiến sâu vào nước Pháp và dồn quân Đức trở về chính quốc Đức. Thì ông De Gaulle cùng với cái chính quyền Lưu Mông từ London trở về giải phóng nước Pháp, thì ông cũng chạy sang, ông Pétain cũng chạy sang bên Đức để sống với hy vọng thoát khỏi. Nhưng rồi quân đội đồng minh cũng lại tiến vào đến thủ đô Berlin của Đức và bắt được ông, thì giao lại cho chính phủ De Gaulle, bây giờ là chính phủ lâm thời. Và chính phủ De Gaulle đã thiết lập tòa án quân sự xử tử ông. Nhưng mà rồi vì ông lúc đó cũng tuổi đã già và nghĩ đến cái công lao của ông trong cái thời đệ
Nhất Thế Chiến, cho nên họ đã giả mạo ông xuống tù chung thân và đưa ông ra giam ở ngoài đảo, một cái hòn đảo ở ngoài Thái Bình Dương. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba này thì là trường hợp mà con cáo già Napoleon Đệ Tam. Thì ông Napoleon Đệ Tam á là cháu ruột của hoàng đế Napoleon Đệ Nhất. Ông sinh năm 1808. Thì ông hoàng đế Napoleon này đã lên làm hoàng đế, nhưng rồi đến năm 1814 thì bị Liên minh Thánh do Tòa Thánh Vatican chủ trương vận động nước Phổ, nước Áo, nước Nga và nước Anh kéo quân vào đánh dẹp, và hoàng đế Napoleon bị thất bại tại trận đánh Waterloo. Cho nên cuối cùng thì hoàng đế Napoleon bị đài ra ngoài đảo, một hòn đảo ở ngoài Thái Bình Dương. Và tất cả những người mà thân thuộc dòng họ của ông Napoleon Đệ Nhất, cùng những người mà đã chủ trương lãnh đạo của cách mạng và những người đã theo cách mạng Pháp năm 1789 đều bị cái chính quyền của ông hoàng đế hoàng đế Louis thứ 18 và sau đó là hoàng đế Jacques X của Pháp do cái Liên minh Thánh đặt lên, tức là của Tòa Thánh Vatican đặt lên, họ thi hành cái chính sách gọi là xét xử gọi là khủng bố trắng. Thì họ truy lùng, họ giết rất là nhiều người, trận đó thì ghê gớm lắm. Chúng tôi có nói rõ ở trong cuốn sách gọi là nói chuyện với tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, ở trong một cái chương sách, ở trong cái cuốn sách đó, quý vị có thể tìm đọc cái cuốn đó, và hiện tôi cũng có cuốn sách đó còn ở nhà. Thì ông Napoleon Đệ Tam lúc bây giờ mới có 8 tuổi, vì 6 tuổi, 8 tuổi, 7 tuổi. Vì ông ấy sinh năm 1808 mà cái chuyện xảy ra là vào năm 1814. Thì ông ấy phải trốn đi và nhờ có bà mẹ của ông là người nước Áo, và bây giờ là nước Áo là ở trong cái thế thắng, cho nên đã che chở, và không biết vì sao ông trốn được. Thì ông mới đầu ông không sang sống ở đâu Thụy Sĩ, rồi sau đó thì ông sang sống lưu vong ở bên Ý. Cũng nên nói rằng nước Ý là một cái nước bây giờ cũng có tới mấy chục nước tiểu quốc, tức là các tỉnh là một tiểu quốc, thì có một số tiểu quốc là nằm trực trị dưới quyền Đức Giáo Hoàng, gọi là Papal City, tức là thành phố của Giáo Hoàng. Thì bây giờ người ta đã có kinh nghiệm, ta ghét Giáo hội La Mã, cho nên có những phong trào cách mạng chống lại nước Ý. Cho nên là ông Napoleon nhờ vậy mà sống ở trong những cái vùng mà có cái phong trào cách mạng chống lại Giáo chủ Vatican, và được che chở, và ông gia nhập những cái đảng cách mạng chống lại Giáo hoàng. Cuối cùng thì ông có thể được lớn lên, ông sang cả London, ông lén lút cả về nước Pháp hoạt động chống lại cái chính quyền của bây giờ gọi là chính quyền của vua Philip, Louis Philip của nước Pháp, bắt đầu cầm quyền từ tháng 7 năm 1830 cho đến năm 1848. Thì vua Louis Philip mới đầu thì cũng là một vua ôn hòa, nhưng mà dần dần bị quân cáo già Vatican nó dụ dỗ làm sao. Thì đến đầu năm thập niên 1840 thì bắt đầu ông ấy dùng ông thủ tướng Guigos là đi với Giáo hội La Mã, và có những cái biện pháp rất là khắt khe, giống như thời Napoleon, giống như thời vua Louis thứ 18. Do đó phong trào cách mạng lại nổi lên, và bây giờ là tình hình nước Pháp rất là hỗn loạn. Và cũng vào tháng 2 năm 1948 thì ông Marx và ông Engels công bố bản tuyên ngôn cộng sản, và bây giờ là nước Pháp trở nên hỗn loạn, nổi lên chống lại cái chính quyền của ông Louis Philippe. Và tháng 2 năm đó thì cái chính quyền này bị lật đổ, và ông Napoleon bây giờ là gọi là Louis Napoleon trở về nước Pháp hoạt động. Thì cuối cùng trong cái thời gian vừa mình đã đổ từ tháng 2 cho đến tháng 10 năm 1948, chính quyền Pháp bây giờ vừa mới lật cách mạng thì họ lập chính phủ lâm thời và dưới quyền lãnh đạo của một thi sĩ tài danh, tức là ông Lamartine. Mà ông Lamartine thì có những cái bài thơ rất là hay, như cái bài Lơ Lắc chẳng hạn. Đấy, trong đó có cái câu mà vắng nghiêm vũ trụ trở thành hoang vu đó. Thế nhưng mà ông Lamartine đó là một nhà thơ, cho nên không phải là nhà chính trị, mà cũng không có uy danh gì với cách mạng. Cho nên cái cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 1810 thì có rất nhiều ứng cử viên ra, thì ông Napoleon là cái ứng cử có giá nhất, bởi vì ông vừa là cháu của vua
Napoleon đệ nhất đã có công với nước Pháp mà nước Pháp tôn ông Napoleon đệ nhất là vị cứu thế của dân tộc Pháp. Thứ hai, ông đã có thành tích hoạt động cách mạng suốt từ cái khi mà ông bỏ nước Pháp, ông đi sống lưu vong. Thành ra cái số phiếu, tất cả có 6 ứng cử viên nhưng mà số phiếu ông là cao nhất, do đó ông đắc cử tổng thống. Nhưng mà khi đắc cử tổng thống vào tháng 10 năm 1945 thì 10 năm 1848 thì quyền lực vào trong tay rồi, thì ông lại nghĩ đến ông củng cố cái chế độ của ông thành một cái chế độ gọi là đệ nhị đế chính, giống như người chú của ông là Napoleon đệ nhất trước khi đã làm. Thì khi mà ông đã có cái mòi muốn như vậy đó, thì dĩ nhiên là ông có những người tâm đắc để nói ra cái chuyện đó. Thì cái chuyện đó không biết làm sao giáo hội La Mã đã biết được, mới cài người là bà hoàng hậu Eugenie vào trong cái buồng the của ông, bằng cách tổ chức mối lái làm sao để cho ông Napoleon, để Louis Napoleon, bây giờ còn gọi là tổng thống Louis Napoleon, gặp bà này rồi cưới bà này. Thế thì cưới bà này, tức là bà này á là người của Tây Ban Nha, một cô gái sinh năm 1826, rất là kiều diễm mà là tiểu thư đài các, cho nên là ông Napoleon bây giờ đã trên 40 tuổi rồi, thành ra trai già vớ được gai tơ, đêm nằm hớ hững như mơ, hí hững như mơ được vàng. Thì bây giờ là bà Eugenie trở thành hoàng hậu của ông tổng thống Louis Napoleon, và chính bà là cái người mà được giáo hội vua chứ tổng thống gì không, chưa là vua chính bà là cái người mà xếp đặt tất cả những cái mọi kế hoạch để gài người vào trong đó, để cho ông Napoleon cho đến gần hết nhiệm kỳ tổng thống đó, thì ông Napoleon tuyên bố là ông thành lập cái đệ nhị đế chính, và bây giờ là ông trở thành hoàng đế nước Pháp, gọi là Napoleon đệ tam, và bà trở thành hoàng hậu. Và kể từ đó thì giáo hội La Mã gài tất cả những người có chức sắc ở trong giáo triều Vatican vào trong giáo triều, và nhờ vậy mà bà đã vận động ông Napoleon nghe theo lời những cái người mà chiến sĩ truyền giáo ở Việt Nam, như là ông Pellerin, ông Lerang de Clairay, để nghe theo, để xuất quân nghe theo giáo hội La Mã, để xuất quân đánh chiếm Việt Nam. Và cái cuộc chiến Việt Nam thì nó đã xảy ra bắt đầu từ năm 1858. Thế rồi ông lại cũng đem quân để mà cứu vãn cái phía bảo thủ thân giáo hội La Mã ở tại Mexico vào năm 1800, cũng thời gian tương đương với thời gian chiếm Việt Nam. Thế thì ông xa lầy ở trong đó vào cái cuộc chiến của Mexico cho đến năm 1865. Ông đã thiết lập được một cái chế độ bù nhìn tay sai của giáo hội La Mã, mà cái người mà được đưa lên làm vua của nước Mỹ Tây Cơ đó là ông Maximilian I, người từ nước Áo đem sang. Thì chính phủ bù nhìn đó là làm tay sai đắc lực cho giáo hội La Mã. Rồi đến năm 1865 thì cuộc chiến nội chiến ở Hoa Kỳ chấm dứt. Thì bây giờ là tổng thống Lincoln chưa có chết, thì đã hay và những người nối tiếp đó thì đã nghĩ đến cái thuyết gọi là Mỹ Châu của người châu Mỹ, đã công bố vào năm 1823 thời tổng thống Monroe, nó gọi là chú thuyết châu Mỹ của người Mỹ Châu. Thành ra có ý định là đem quân sang dẹp cái đám quân của ông Napoleon đệ tam, vì rằng Napoleon đệ tam không phải là người của Mỹ Châu. Thành ra ông Napoleon đệ tam mới biết được cái chuyện đó, rút quân sớm. Thế rút quân về rồi á, thì cái chính phủ Maximilian mà tay sai của Napoleon đệ tam đó bị cái chính quyền cách mạng nó bắt được, nó đem xử tử đó. Nhưng mà sau này đó, vì ông tham gia vào nhiều cái cuộc chiến quá, làm cho cái tiềm lực của nước Pháp nó càng ngày nó càng vậy, rồi dân Pháp bị bóc lột nhiều quá, bị lao khổ nhiều quá, cho nên khi mà nước Đức vào năm 1866 đó, là dưới quyền lãnh đạo của ông Bismarck, ông ấy có chủ trương là thống nhất nước Đức, vì nước Đức lúc bây giờ cũng cứ mỗi tỉnh là một quốc gia riêng, cho nên ông thống nhất nước Đức thì ông trở thành hùng mạnh. Mà nước Đức với đời nước Pháp là hai nước láng giềng, cũng giống như được Comin với nước mình, hay là nước ta với lại nước Trung Quốc. Cho nên là khi mà thấy rằng nước Pháp mà
nước Đức và nó đã hùng mạnh, thì ông Napoleon cảm thấy rằng cái quyền lực của nước Pháp sẽ bị suy yếu trước sức mạnh của cái nước Đức thống nhất. Cho nên ông năm 1870, ông có lẽ là 1869, ông tuyên bố với nước Đức, nhưng mà ông không có thương lượng được, không có tiên liệu được cái sức mạnh của nước Pháp trước sức mạnh của nước Đức mới, cho nên ông đã bị bại trận và ông bị bắt tại trận. Thì ngay khi mà ông bị bắt tại trận đó, thì cái quốc hội mà do ông lập ra đó, nó tuyên bố là thành lập chế độ đệ tam cộng hòa và nó chốt quyền ông, thì ông phải trốn đi lưu vong. Thế là cuộc đời của ông là trọn đời hy sinh cho cách mạng, cho đến lúc mà năm 1848 là ông là người tốt. Nhưng mà từ năm 1848 cho đến cuối cuộc đời là ông đã có hành động phản lại quyền lợi tối thượng của dân tộc và tổ quốc. Cuối cùng thì ông là một ông vua, sách sử sẽ ghi lại là một ông vua có tội với dân tộc Pháp. Kết luận, tôi nhận thấy cái vụ án đồng tâm này á, nó đưa đến cái sự tôi nhận xét như sau, là có rất nhiều người trí thức, phải gọi là trí thức, thí dụ như ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Dương Dân Quốc và rất nhiều người khác, và các ông luật sư bào chữa cho tù nhân, thì tôi thấy rằng là họ là những trí thức, không phải là người thường, mà lại họ rất kém về cái gọi là cái kiến thức tổng quát. Ai cũng nhìn thấy, người vô học, người chỉ học đến tiểu học cũng nhìn thấy rằng cái tội ác của cái nhóm ông Lê Đình Kình là một tội ác rõ rệt. Là với cái này, không có cái luật pháp nước nào mà lại để cho một nhóm người võ trang chống lại cái chính quyền. Mà không những võ trang chống lại chính quyền mà lại dám sát hại 3 nhân viên thi hành công lực. Thì cái tội ác nó rành rành quá rồi. Thế mà những người được gọi là trí thức như ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Dương Trung Quốc và các ông luật sư vẫn tìm cách thì thụt bào chữa, bênh vực cái những người đó. Thì tôi đó là cái kiến thức tổng quát của người dân Việt Nam mà đã tiếp nhận cái sở học trước đó, tôi không biết là từ đâu, nó không có dạy cho người ta nhận xét được đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái sự kiện, đâu là ý kiến và còn nhiều nữa. Thì tôi đề nghị chính quyền nên đặt nặng cái vấn đề giáo dục về lịch sử và môn công dân để dạy cho các thế hệ trẻ họ nhận thức được những cái sự đúng sai ở ngoài xã hội. Có như vậy thì sau này nó không còn tái diễn những cái trường hợp như ông Dương Trung Quốc, ông Lưu Bình Nhưỡng và các ông luật sư bênh vực và những người viết bài viết để bênh vực cái tội nhân ở trong cái vụ án đồng nhân này. Đấy, cái điều thứ hai là tôi nhận thấy rằng là vì tôi học lịch sử nhiều, cho nên tôi biết rằng là khi mà các nước mà đã bị áp bức dưới cái ách thống trị của các chế độ độc tài hay là chế độ ngoại thuộc, thì luôn luôn họ đã nghĩ suy nghĩ rất nhiều khi mà họ thành lập quốc gia, khi họ viết bản hiến pháp, thì họ thấy rằng cần phải ghi vào cái điều kiện gọi là cái biện pháp chế tài những người được đưa lên cầm quyền. Đấy, thì ở tại Hoa Kỳ có một, khi mà đang thảo luận về hiến pháp Hoa Kỳ, thì một trí giả tên là John Dickinson, ông ấy nói rằng phải có một cái biện pháp nào để chế tài những người được đưa lên cầm quyền. Thì ông ấy nói như thế này: nói về tự do và chính quyền, một nhà trí thức, trí giả Hoa Kỳ đã nói, ai là người tự do không phải là những người mà chính quyền của họ hợp lý và công bằng, mà là những người mà chính quyền của họ bị kiềm chế và kiểm soát đến nỗi họ không thể làm gì khác hơn là hợp lý và công bằng. Cái câu nói này là do tôi dịch ở trong cái cuốn bộ sách lịch sử Hoa Kỳ tên là This is America Story. Đây là cái bộ sách mà tôi dịch sang tiếng Việt. Đấy, tôi dịch thành 2 cuốn, ở đây có 1 cuốn thôi. Và đây là cái bản gốc mà tôi dịch cái cuốn sách này, tôi dịch toàn bộ cuốn sách này thành sang tiếng Việt. Đây là cái cuốn sách mà tôi dịch, tên nó là This is America Story. Và cái bản, cái câu chính của tiếng Anh của nó là ở nơi trang này, rồi tôi đóng khung chữ đỏ đây này, quý vị thấy. Đây sẽ trong bài viết thì sẽ ban biên tập sẽ chụp lên, nhưng mà đọc quý vị biết. Who are a free people? Not those whose government is reasonable and just, but those whose government is so checked and controlled that it cannot be anything but reasonable and just. Thì tôi dịch sang tiếng Việt như nãy tôi đã nói.
Vậy thì chính phủ Việt Nam ta cũng nên, nếu mà có rồi thì không nói, nhưng mà nếu mà chưa có thì cũng nên có những cái biện pháp, đặt ra cái biện pháp chế tài những người mà được giao cho những quyền hành từ cấp xã cho đến cấp huyện cho đến cấp lớn hơn. Thế thì cái vụ mà nói về cái vụ mà gọi là núi Cúi đó, thì tôi thấy rằng là sở dĩ họ hoạt động hùng tráng như vậy là họ đã lobby được cái chính quyền của tỉnh Đồng Nai đã cấp phép cho họ làm được như vậy. Bây giờ là cái nguy hiểm. Thế rồi cái vụ mà Thiên An thì chính quyền bây giờ còn do dự chưa có quyết đoán, là vì cái tình hình đất nước nó chưa có thuận tiện chăng, điều đó tôi không biết. Nhưng mà có những cái hội đồng thành phố như Hải Phòng đó, họ đã lobby được đặt tên cho ông Nguyễn Trường Tộ một con đường, mà con đường này lại độc đáo là dài hơn, lớn hơn con đường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vì đại công thần, đại anh hùng của dân tộc Việt Nam, thì lại con đường nhỏ. Một cái tên mà gốc là quân chiên của Tòa Thánh Vatican mà đã là có tội là viện gian, mà giờ lại được tôn vinh đặt tên con đường lớn hơn. Điều đó đã chứng tỏ rằng cái kỹ thuật trèo sâu, trèo cao lặn sâu vào các chính quyền địa phương của chính quyền ta nó đã thành hình và đã thực hiện và đang là. Và cái vấn đề này tôi có nói rõ trong cái bài viết của tôi hy vọng rằng Thái Kiếm sẽ đưa lên cái bài viết là nỗi lòng đau xót biết tỏ cùng ai. Đến đây thì tôi kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay. Xin bạn biên tập có lời nào nói chót đối với lại độc giả ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc cho chính quyền, cho ban xét xử vụ án Đồng Tâm sẽ đi đến kết luận dứt khoát, mau chóng và được mọi người ủng hộ. Tuy nhiên cũng không có quan tâm mấy đến những người cố tình phá hoại cái uy tín của chính quyền. Chúc mọi người may mắn và những cái án lệnh công minh và được mọi người thán phục. Vâng, chúng tôi chỉ có thế thôi. Xin chào quý vị. Tạm biệt quý vị. Đến đây tôi cũng xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị gặp lại kỳ tới.